bất kỳ chúng ta chuyển đi đâu chúng ta cũng nên giữ lại bát hương và di ảnh, và chúng ta chỉ có thay cái cốt để mà chúng ta viết lại cái tờ dĩ hiệu trong cái gia tiên, cái bát hương của gia tiên của chúng ta thôi. Vâng, xin chào các bạn, tôi là Phùng Phương, chuyên gia phong thủy của Hiệp hội Phong thủy Thế giới và là chủ tịch của công ty cổ phần thiết kế phong thủy Phùng Gia. Thưa các bạn, thì chúng ta đã biết là cái việc mà chúng ta chuyển về nhà mới ấy, thì gọi là nhập trạch, thì đó là một công việc rất là quan trọng khi mà chúng ta đã hoàn thành xong cái công việc xây dựng nhà cửa, đúng không ạ? Vậy nhưng mà sau cái những cái video mà tôi chia sẻ về những cái phong thủy về làm nhà mới này, rồi phong thủy về chuyển nhà này, thì tôi nhận được rất nhiều cái câu hỏi là câu hỏi liên quan tới cái ban thờ. Các bạn luôn hỏi tôi rằng là cái bát hương thì khi chuyển nhà có nên chuyển đi không? Vậy thì ở trong video này tôi sẽ chia sẻ cái quan điểm của tôi về cách chuyển bát hương khi chúng ta nhập trạch nhà mới. Vâng, thưa các bạn, thì chúng ta tất nhiên là ai cũng muốn là yên ổn để mà an cư lạc nghiệp, đúng không ạ? Nhưng mà trong cuộc sống thì làm sao mà tránh khỏi được những cái lúc mà chúng ta phải di chuyển, nên là phải chuyển đồ, và một trong những số đó là cái ban thờ và bát hương của chúng ta. Và chúng ta khi mà chuyển hay là không chuyển cũng thực sự là rất là cần phải là cẩn trọng. Thật ra thì trong ban thờ ấy, thì ngoài bát hương ấy, chúng ta còn phải chú ý đến những cái vật dụng khác nữa. Và những cái vật dụng này luôn là những vật dụng mà bất ly thân với cả bát hương. Nếu như chúng ta đã xác định là mang hay là không mang bát hương thì chúng ta cũng phải chú ý đến những vật dụng đó. Thì những vật dụng đó là gì thì nó sẽ còn phải tùy vào từng ban thờ, là từng ban thờ nào. Và trong video này tôi sẽ chia sẻ hết này. Thứ nhất là bát hương đối với cả ban thờ thần tài. Đối với bát hương ban thờ thần tài thì ngoài cái bát hương thì còn có tới tượng thổ công, tượng thần tài và một ông tượng ở giữa mà chúng ta hay gọi là ông thần phát, nhưng thực ra đó là ông Triệu Công Minh thần tài. Ông Triệu Công Minh ấy và hai ông thần tài và ba ông, cả ba ông đó, nếu như các bạn có định là bỏ hay là không bỏ bát hương thì các bạn cũng phải làm tương tự với cả ba cái ông thần đó. Cụ thể như sau này. Với quan điểm của tôi và với những cái mà kiến thức tôi đã tham khảo những vị thầy của tôi ở trong Hiệp hội Phong thủy Thế giới và những vị đại sư trên thế giới ấy, thì tôi cũng chia sẻ với các bạn là nếu như chúng ta cái ban thờ cũ của chúng ta ấy mà mang lại cho chúng ta những cái tài lộc, mang lại cho chúng ta những cái sự tiến triển trong thời gian mà chúng ta sử dụng ban thờ đó, thì các bạn cũng nên là sử dụng lại. Còn nếu như cái ban thờ cũ mà chúng ta, trong cái thời gian chúng ta dùng cái ban thờ cũ ấy, mà chúng ta gặp cái chuyện những cái chuyện trắc trở hoặc là những cái sự việc ấy, nó không được như ý muốn của mình, thì chúng ta nên thay cái ban thờ khác. Chúng ta nên thay ban thờ khác. Và đã thay ban thờ khác thì chúng ta cũng sẽ thay luôn là cả bát hương và cả tượng thần tài, những cái pho tượng thần tài. Còn nếu như các bạn từ khi mà các bạn dùng cái ban thờ đó, các bạn thấy mọi việc nó hanh thông thuận lợi, mọi cái tài lộc nó tiến triển và cái công danh sự nghiệp của các bạn hay là gia đạo của các bạn nó êm ấm, nó bền đẹp, thì chúng ta cũng hoàn toàn có thể sử dụng lại được. Chúng ta sử dụng lại được. Và với cái quan điểm của tôi thì chúng ta chỉ sử dụng lại bát hương và ba bức tượng thôi. Còn tất cả những cái đồ đạc còn lại ấy, chúng ta nên mua mới. Tôi khuyên các bạn nên mua mới tất cả những đồ đạc, kể cả ban thờ chúng ta cũng mua mới. Chúng ta chỉ giữ lại bát hương và ba cái tượng thần tài thôi. Nếu như mà chúng ta dùng cái ban thờ cũ và cái tài lộc của chúng ta tiến triển. Còn tôi nói lại là nếu như tài lộc mà không tiến triển thì chúng ta bỏ hết, chúng ta sẽ dùng ban thờ mới. Còn bỏ như thế nào tôi sẽ hướng dẫn ở cuối video này. Đó, thì đó là cái ban thờ thần tài. Còn đối với cả một cái ban thờ nữa rất quan trọng, đó là ban thờ gia tiên. Ban thờ gia tiên thì tôi khuyên các bạn là giữ lại bát hương. Chúng ta nên giữ lại bát hương mà chúng ta chỉ bốc lại thôi. Nếu như chúng ta giữ lại và chuyển đến nhà mới thì cái công việc của chúng ta là phải bốc lại bát hương. Bốc lại bát hương để mà chúng ta ghi lại cái tờ dị hiệu với cái địa chỉ mới của chúng ta. Với cái địa chỉ mới mà có khi lại là đổi chủ nữa, đúng không? Ví dụ như là nhà cũ của các bạn, cái ban thờ gia tiên, cái nhà đó thì đứng tên của cha mẹ các bạn, đúng không? Nhưng mà sau này thì các bạn có điều kiện, các bạn mua nhà mới thì chúng ta chuyển đến nhà mới đó, chúng ta
cũng vẫn thờ phụng gia tiên như cũ, nhưng mà chúng ta phải ghi lại cái tờ dị hiệu đó. Ngoài bát hương ấy, thì tôi khuyên các bạn là giữ lại hết tất cả những cái gì có thể giữ được. Ngoại trừ nếu như mà ví dụ như kích thước nó không phù hợp, cái ban thờ kích thước nó không phù hợp thì chúng ta đành phải chịu, chúng ta nên mua cái ban thờ mới thôi. Chứ còn nếu như mà kích thước phù hợp thì chúng ta nên giữ lại tất cả. Chúng ta nên giữ lại tất cả vì các bạn biết là ban thờ gia tiên thì chúng ta thờ tổ tiên ông bà đúng không? Mà ông bà tổ tiên của chúng ta, ông bà tổ tiên của chúng ta thường thường thì từ ngày xưa đến giờ luôn là muốn sống ở trong những cái căn nhà, luôn muốn sống ở trong những căn nhà, những cái địa điểm nó ổn định. Ít khi mà có cái gia đình nào và ít khi có cái các cụ nào mà lại có cái tính là muốn nay nhà này mai nhà đó lắm đúng không? Thì cái ban thờ nó cũng không khác gì là một cái nhà của gia tiên chúng ta cả. Nên là gia tiên tiền tổ của chúng ta rất là muốn ở một cái căn nhà và nó gọi là đã quen rồi đó, thì nên các bạn hãy giữ lại tất cả những vật dụng, càng giữ lại được tất cả thì càng tốt. Còn nếu như mà phải thay thì tôi khuyên là chỉ thay cái ban thờ thôi, còn lại những đồ vật khác thì chúng ta nên giữ lại, đặc biệt là bát hương và di ảnh. Bất kỳ chúng ta chuyển đi đâu chúng ta cũng nên giữ lại bát hương và di ảnh, và chúng ta chỉ có thay cái cốt để mà chúng ta viết lại cái tờ dị hiệu trong cái gia tiên, cái bát hương của gia tiên của chúng ta thôi. Và tất cả những bát hương, tất cả những bát hương chúng ta sẽ phải ghi bốc lại và ghi lại cái tờ dị hiệu. Thì cái việc bốc lại và ghi lại này thì chúng ta nên có thầy chùa, vì ban thờ gia tiên của chúng ta là cũng chỉ cầu bình an thôi đúng không, bình an cho gia đạo thôi, nên là chúng ta cũng nên là mời thầy chùa vào thì nó sẽ thích hợp hơn. Rồi tiếp tới là những cái ban thờ mà nó không quan trọng lắm, ví dụ như là tôi thấy miền Nam là có cái ban thờ thần táo ở trên bếp chẳng hạn, rồi là có những cái bát hương ở trên cái cây hương ở ngoài ấy, thì những cái ban thờ phụ đó các bạn bỏ hết nhá. Tất cả những cái ban thờ mà ban thờ phụ, ví dụ như là thờ thần táo này, rồi là thờ có cái bát hương ở trong cây hương chẳng hạn này, hoặc là có những cái nhà mà tôi thấy nhiều nhà là khi mà trước cửa nhà mình xảy ra một cái tai nạn gì đó ấy, mà có người mất chẳng hạn, thì các bạn lại hay lập một cái bát hương riêng để mà cho cái người đó, thì các bạn cũng phải bỏ hết nhá. Tất cả không có mang đi theo cái đồ vật gì hết, mà chúng ta chỉ giữ lại, nếu như có giữ lại thì chỉ giữ lại bát hương của ban thờ thần tài và ban thờ gia tiên thôi, còn lại tất cả những bát hương khác chúng ta bỏ hết. Rồi tiếp theo tôi sẽ chia sẻ với các bạn cái câu hỏi mà tôi rất hay là nhận được là: thế nếu như mà tôi có mang đi hay là không mang đi chăng nữa thì tôi sẽ phải xử lý ban thờ cũ như nào và phải làm những cái thủ tục trình tự nào? Thì bây giờ tôi sẽ chia sẻ với các bạn này. Thứ nhất là dù chúng ta có mang bát hương đi hay không thì chúng ta cũng sẽ vẫn phải làm giúp tôi một cái lễ tạ ơn. Lễ tạ ơn có nghĩa là khi mà chúng ta chuẩn bị rời ban thờ đi đó, chúng ta tạ ơn chư vị thần linh, chư vị thổ công thần tài đã giúp chúng ta ở trong căn nhà đó yên ổn, và sau đó chúng ta làm lễ hạ. Và nếu như các bạn nào mà không giữ lại bát hương thì các bạn làm thêm giúp tôi một cái công đoạn nữa là chúng ta khấn tạ xong, chúng ta tiếp tục xin phép là hạ giải, xin phép hạ giải để các ngài được mát mẻ chuyển sang nhà mới, còn xin phép là được hạ giải cái ban thờ này. Thì tất cả những cái văn khấn hay là những cái nghi lễ đó thì các bạn nên tìm một cái thầy chùa, tìm một thầy chùa để mà làm lễ an vị lại tất cả những cái điều đó. Và sau khi chúng ta đã hạ giải rồi thì những đồ vật còn lại, tất cả những cái đồ nào mà các bạn không giữ lại ấy, thì các bạn để giúp tôi vào một cái hộp bìa các tông, để vào một cái hộp bìa các tông, và sau đó là chúng ta thả xuống sông cũng được. Chúng ta thả xuống sông và nhớ để làm sao để cho các cái đồ vật trong đó nó có thể chìm xuống được lòng sông nhé. Các bạn đừng có để làm sao để nó nổi lềnh bềnh lên thì nó sẽ rất là phản cảm đúng không ạ? Rồi đối với những người mà giữ lại bát hương thì thế thì trong cái thời gian mà chúng ta hạ giải nhà cũ và chờ đợi làm nhà mới thì bát hương sẽ để đâu? Thì tôi chia sẻ với các bạn là các bạn hãy sắm một cái hộp xốp thật là sạch, một cái hộp xốp mới tinh, hoặc là một hộp gỗ, một cái hộp các tông càng tốt, nhưng mà tôi khuyên là hộp xốp hoặc là hộp gỗ thì nó sẽ va đập nhẹ thì nó sẽ không bị rách. Sau đó các bạn cho bát hương và tôn tượng các bạn bọc bằng một cái vải sạch, vải mới tinh ở bên ngoài, rồi sau đó là các bạn cho vào trong cái hộp xốp đấy, thì rồi chúng ta đóng đậy nắp kỹ lại, chúng ta để lên trên cao, chúng ta để lên một cái trên cao, một cái nơi nào đó ở nhà bạn thuê hay là nhà bạn mượn gì đó trong cái thời gian mà chúng ta chuẩn bị nhận cái nhà mới mà đang xây, thì các bạn hãy để ở một nơi nó
thật là khô thoáng và nó sạch sẽ, là cũng là thể hiện một cái sự tôn kính của chúng ta. Rồi sau khi mà chúng ta đã làm xong nhà thì khi nào mà làm lễ lại, an vị lại cái bàn thờ thì chúng ta mới lấy lại những cái vật đó ra và chúng ta tháo bọc ra, rồi chúng ta bao sái lại, rồi sau đó là tiến hành bốc lại bát hương hoặc là có thể là nạp cốt lại cho những bức tượng. Thì tất cả những cái nghi lễ đó thì tôi đã chia sẻ ở trong cái video này, trong cái kênh này của tôi rồi, thì các bạn hãy xem lại những cái video trước của tôi, có thể là các bạn sẽ tìm thấy những cái công việc mà các bạn cần ở trong những video đó. Và trong những video tiếp theo tôi sẽ lại còn tiếp tục chia sẻ về phong thủy chính phái, tiếp tục chia sẻ về phong thủy mệnh lý cá nhân của các bạn ở trên kênh Phong Thủy Phùng Gia này. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn.